rồi cái này mình trồng mình bỏ trong nước lên các bạn đó, bỏ trong nước đây, cái này ăn rồi, cái này mình đã ăn rồi đó, bây giờ mình cho nó mọc lại nữa. Hai cái ly bằng giấy cà phê đó, đó thì mình trồng vậy đó. Mình bứng từ nó ra, hôm nay là mình bứng ra, bây giờ nó mọc như vậy nè. Mình bỏ đá hậu hậu thôi, hold the camera for me then. Nó bự luôn các bạn. Cái này lay, cái này là cái đèn để trồng nè, đó, nó thích cái hậu bưng nè, cầm này đây. I show the people. Đây là các bạn đó, mình chỉ bỏ vô đây nước nè, nguyên cục đá trong đây cho nó lạnh đó. Đó, mình trồng đây đó. Bây giờ mình cứ cắt ra, mình lấy dưới của nó nè đó, mình rồi là mình ăn, mình từ từ đó. Đó. Đó, đây nè, cái mình lấy từ trong vườn ra, có miếng đất coi đó, rồi cho mình bỏ ở đây, mình dưỡng nó ở đây, cứ đó cứ ra mình ăn, mình lấy ra mình ăn như vậy đó, mình cứ nó cứ mọc hoài à đó. Đó, mình trồng trong nước, đó, bây giờ mình trồng ra thi canh đó, đó mình cứ như vậy là mình ăn cho bạn ha. Lấy ra từ lá dưới đây nè, mình đủ ăn trong nhà phải cần đó, là nó sẽ ra. Rồi mình cầm cũng chỉ canh cái phần này luôn, mình trồng cái canh nè các bạn thấy không, nước rồi về thôi đó. Đó. Nước từ cá đó, mình nuôi cá. Bây giờ nó có bông rồi nè các bạn. Bông sẽ ra trái. Bông nhiều lắm rồi. Cái này cũng bằng trái canh luôn, đó, là quý nè, cũng cứ để trong cái mấy cái này trồng ra bằng trái canh hết, experiment, những cái này coi các bạn nè, rau nè, rễ nó mọc dễ sợ không, rễ mọc quá chừng luôn. Các bạn see aquaponic by the fish water aquaponic. Lettuce aquaponic lettuce. Need a plant lay here. It's a neat little problem. Little raggedy.
Thôi thân chào các bạn, chúc các bạn ngày vui vẻ. Happy farming, aquaponic. Oh, this is a little bit anchovy. And just about one teaspoon of vinegar. See, this vinegar is Korea vinegar. Apple. And about one teaspoon of oil. Anchovy and little bit soy sauce. The soy sauce Korea too. Okay, we stir it up. Anchovy, smash anchovy. Anchovy is about hot sauce, hot pepper. Oh. It's very good. And now would you put some cheese in? Cheese. Oh, okay. Some cheese. Cheese. Oh, love cheese. Get stirred up for a minute. Now the lettuce we get from the garden, from the aquaponic. Some mint. Peppermint. Some peppermint. You don't need to watch because we roll inside. Peppermint. Whatever you want, put it into one. Peppermint, see? I'll fold it in. Lettuce. See? Some healthy. Okay. Now, taste it, see? In here too. Pick up that. Good. Perfectly. Ngon quá. Các bạn đó, làm về đó. Cheese. Gồm hết nè. Đấy. Đấy. Gồm hết nè. Đây nè. I'm gồm hết. Đó, mình trồng thủy canh, rau sống thì mình đồ mình làm đó, chính giờ có giấm bây giờ chút xíu với anchovy kêu là gì ta là cái cá cơm á, cá đó, cá cơm mình làm. Good. Okay. Các bạn xin chào các bạn. Trồng salad đây các bạn. Trồng đây cái rồi cái mình sẽ bứng vô trong đem trồng thủy canh đó. Cho nó lớn như vậy xíu. Rồi thì mình sẽ bứng vô trồng thủy canh. Cho nó có miếng đất trong đây rồi cái mình sẽ để mình trồng thủy canh.